mình xin chào cả nhà một ngày mới của một năm mới tốt lành. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Washington Niềm Vui Cuộc Sống. Hôm nay mình và anh xã đưa con đến sân golf để học chơi golf nha cả nhà. Mời cả nhà cùng đi với gia đình mình nha. Đây là cái sân golf mà để cho mọi lứa tuổi có thể học chơi golf. Họ gọi là mini golf, có nghĩa là sân chơi golf nhỏ. Bây giờ thì gia đình mình sẽ đi vô trong để trả tiền mướn sân chơi nha cả nhà. Họ sẽ đưa cho mình một cái thẻ này á, để cho mình viết cái lượt mình chơi vô đây và một chiếc banh, một cây gậy. Và tiếp theo đó thì họ sẽ mở cái cổng cho mình đi vô. Ở đây họ có 18 cái địa hình sân golf nhỏ khác nhau để cho mình chơi từ dễ tới khó. 18 cái sân golf nhỏ này thì mình sẽ chơi trong vòng 45 phút và mình sẽ trả cho họ là hơn 11 đô. Còn nếu bạn muốn chơi lâu hơn thì bạn trả thêm tiền. Địa điểm chơi golf này có tên là Ice Center. Yeah, good job. Good job. How far at most as you can, there you go. Địa hình chơi ngày càng trắc trở hơn, ở đây chiếc banh sẽ phải bay qua rạch nước. Yeah. Good job. There you go. Và đây là sân chơi cuối cùng trong 18 sân. Khi bạn quật trái banh vào lỗ này thì nó sẽ tự động chạy vô văn phòng và trả lại cho văn phòng thuê mướn. Còn đây là một số quy luật của sân chơi. Bây giờ sẽ vô trong trả lại cây gậy cho họ. Ở đây họ cũng bán quần áo và các dụng cụ cho người chơi chuyên nghiệp hơn. Ở phía bên trong đây thì có những người chơi môn hockey, tức là môn khúc côn cầu. Trên đây thì họ bán những cái cup, Việt Nam mình kêu là cúp đó cả nhà, để phát giải thưởng cho những cái môn chơi. Mình xin chân thành cảm ơn cả nhà đã luôn yêu thương ủng hộ kênh của mình. Mình xin chào cả nhà ở đây và hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Năm mới mình cũng chúc cho cả nhà thật nhiều sức khỏe, bình an và hạnh phúc. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.